bài viết của nhạc sĩ Tuấn Khanh với tựa đề Vì sao Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ bước ra nhận Phật sự lại được ủng hộ. Trong cuối ngày cuối tháng 8 năm 2002 ở Việt Nam, xôn xao tin tức về sự ra mắt của Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ chính thức vào chức vụ chánh thư ký xử lý thường vụ Viện Tăng thống, bậc minh sư lâu nay ẩn danh đột nhiên xuất hiện ở lễ nhận di chúc, ấn tính và khai ấn từ đệ ngụ tăng thống thích quảng độ khiến những người yêu phật giáo chân chính và tự do của việt nam đều vui mừng tuy nhiên có không ít người nhầm lẫn vị trí hiện nay của hòa thượng thích tuệ sĩ là một tăng thống mới tức vị trí của người lãnh đạo toàn diện giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Trên thực tế, khi Phụng Thừa ủy thác tâm nguyện của Hòa Thượng Thích Quảng Độ vào năm 2020, Ngài Tuệ Sĩ đã thông báo rằng sau giai đoạn sắp xếp lại nhân sự, nội bộ lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất khi điều kiện thuận duyên, Ngài cùng giáo hội sẽ tổ chức đại hội để suy cử để lục tăng thống người lãnh đạo tối cao tiếp nối của giáo hội hiện tại nói nôm na hòa thượng thích tuệ sĩ có vai trò như quyền tổng quản bất kỳ ai theo dõi tiến trình tồn tại và tranh đấu cho sự tồn tại của giáo hội phật giáo việt nam thống nhất từ sau năm 1975 đến nay đều hiểu rõ cụm từ điều kiện thuận duyên là như thế nào ngay các việc hòa thượng thích tuệ sĩ làm lễ nhận chức vụ chánh thư ký xử lý thường vụ viện tăng thống và lễ nhận di chúc ấn tín và khai ấn cũng đã phải lặng lẽ thực hiện và chỉ công bố sau một tuần mục đích của sự lặng lẽ và bất ngờ thông báo trễ cũng chỉ để tránh những sự quấy phá rất quen thuộc từ bao nhiêu năm nay trong giai đoạn đau yếu cuối đời hòa thượng thích quảng độ đã nhận ra được sự rối loạn trong nội bộ bởi nhiều nhánh của giáo hội phật giáo việt nam thống nhất đang có những chủ trương khác nhau trong đó có hai nhánh chính kiến khiến nội bộ bất đồng một là dùng mượn nhân lực giáo hội để chuyên đấu tranh chính trị hai là muốn thỏa hiệp với chính quyền thông qua một số nhân vật trong nội bộ đã suy đồi lợi dụng lúc hòa thượng thích quảng độ đau yếu những nhân vật muốn thao túng nội bộ giáo hội phật giáo việt nam thống nhất đã làm giả những giáo chỉ phát đi gây mâu thuẫn không ít trong các vị lãnh đạo của hội đồng giáo phẩm trong và ngoài nước thoạt đầu tâm nguyện của Hòa Thượng Thích Quảng Độ là trao quyền đệ lục tăng thống cho Ngài Tuệ Sĩ. Nhưng vì muốn mọi chuyện minh bạch và tạo sự đoàn kết nội bộ, Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ đã xin chỉ nhận quyền tạm thừa hành để chờ thời điểm bầu chọn đệ lục tăng thống mới. Sự ra đi của Hòa Thượng Thích Quảng Độ vào tháng 2 năm 2020 – đã tạo ra một loạt các cơn sóng ngầm phía những người muốn thụ tiêu giáo hội phật giáo việt nam thống nhất đã coi đây là cơ hội để dứt điểm cây gai trong mắt trong tang lễ của hòa thượng thích quảng độ người ta chứng kiến các sư của phía nhà nước tìm cách cướp tro cốt của ngài đem về chùa của nhà nước lưu giữ và thờ như một thủ đoạn nhằm thống nhất toàn bộ Phật giáo Việt Nam trong vòng tay của thế quyền. Ngay sau đó, cũng có một cuộc bầu chọn chớp nhoáng để lục tăng thống diễn ra tại Bình Định nhằm cướp quyền lãnh đạo. May thay! Dù giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị dày vò từ muôn hướng, nhưng quý thầy và đệ tử vẫn giữ được sự kiên định trung thành theo di chúc mọi âm mưu ấy đã mau chóng tàn phai. Nói về những sự bất thường đó, hòa thượng thích không tánh từng tóm tắt bằng câu nói: chính quyền muốn quốc doanh hóa đám tang của hòa thượng thích quảng độ. Phải kể lại như vậy mới thấy rằng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dù bị bôi xóa, phủ nhận như thế nào nhưng khi người lãnh đạo cao nhất của giáo hội viên tịch, hầu hết các tờ báo lớn của nhà nước vẫn nhận được lệnh hối hạ lên các bài viết mà lì và bôi nhọ như để tự trấn an nhau. Điều đó cũng dễ hiểu vì bởi trong lễ tang ngoài các sư thầy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất quy tụ về còn có không ít các sư thầy ở các chùa mang bản hiệu giáo hội nhà nước lập nên lặng lẽ đến cung kính lễ bái. Hòa thượng thích tuệ sĩ đã nhận trọng trách trong bối cảnh đó. Có một câu hỏi được đặt ra với những người kính trọng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, giáo hội Phật giáo tự do và chính danh của Việt Nam trước 1975 đã bị nhà nước đẩy ra như là một tổ chức nằm ngoài vòng pháp luật thì sự có mặt của thầy thích tuệ sĩ có thể làm được gì? Sự có mặt của hòa thượng thích tuệ sĩ chính là ngọn đuốc thắp sáng đức vô úy của những Phật tử và những người hướng Phật trong một thế giới chập choạng không còn rõ lằn ranh ma Phật. Nó là điểm tựa của tư duy, phật giáo trong lành trong thời pháp nạn. Ngài là hiện thân của tín ngưỡng đạo pháp sống và chết vì quê hương và dân tộc. Ít nhất, ngài đang là điểm tựa của những người tỉnh thức. Tháng 4 năm 1975, dòng tiến quân của miền Bắc vào Nam để lại phía sau vô số thương bệnh binh những người bệnh bình thường không còn người chăm sóc hòa thượng thích tuệ sĩ là người đứng ra tổ chức các tăng ni trong vùng ở lại để chăm sóc cứu thương cho dân chúng đang kêu khóc nhiều người khuyên thầy phải đi lánh nạn ngay vì những tin tức dội về từ các vùng khác cho thấy các chùa và sư thầy đang gặp chuyện khó lường nhưng bài diễn văn ngắn của ngài đã chặn đứng mọi âu lo ý thức trách nhiệm con dân việt dội về tôi vẫn còn đây thì anh em cũng phải ở đây quê hương và đất nước này còn cần đến anh em nhiều hơn nữa chúng ta không thể trốn chạy khi dân tộc đạo pháp đang gặp cảnh điêu linh Năm 1981, nhà nước thành lập giáo hội Phật giáo mới, nằm dưới quyền kiểm soát của mặt trận tổ quốc và ra chiến dịch triệt hạ những nhân sĩ, tu sĩ Phật giáo có tinh thần phản kháng việc chính trị hóa tôn giáo này. Năm 1984, công an tổ chức chiến dịch đồng loạt đột nhập Viện Phật học Vạn Hạnh và Chùa Già Lam, Sài Gòn. Hai nơi này là chỗ trú ngụ của nhiều cao tăng và nhân sĩ Phật giáo lúc bấy giờ. Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ và Thích Trí Siêu bị bắt mang đi. Lúc đó, hai ngài đang gian dở công trình bách khoa Phật học đại từ điển. Tháng 4 năm 1984, cả hai thầy bị kết án tử hình với lý do tội tán thành ủng hộ che trở đùm bọc hành động phản cách mạng lật đổ chế độ cộng sản phiên tòa không có luật sư và khán giả là công an mọi thứ là một dòng chảy dài định mệnh cay đắng như chính số phận của người việt nam cuối cùng với sự vận động của quốc tế thì cả hai thầy được trả tự do nhiều năm sau đó cũng như những người tây tạng có một điều an ủi thầm kín và lớn lao khi nhìn về sự có mặt của đức đạt lai lạc ma trong thời đại của mình có rất nhiều người việt nam cũng mang niềm kiêu hãnh trong trái tim đã chọn tín ngưỡng là tự do của mình là cùng với hình ảnh của hòa thượng thích tuệ sĩ vượt lên những huấn dụ tầm thường để biến con người trở thành mê muội của phật giáo nhà nước hôm nay như sống chỉ để cúng dường sống chỉ để dòm ngó hãm hại người khác hòa thượng thích tuệ sĩ hay giáo hội phật giáo việt nam thống nhất dẫn lối đến đạo pháp và dân tộc bằng lẽ phải và sự thật với uy vũ bất năng khuất sống hay chết vinh hay nhục không làm dao động tâm tư của những ai biết sống và chết xứng đáng với phẩm cách của con người không hổ thẹn với phẩm hạnh cao quý của bậc xuất gia thư gửi các tăng sinh với những đền đài ma chướng lễ hội ngụy trá phật hôm nay hòa thượng thích tuệ sĩ tỏa sáng những khác biệt vượt lên khỏi những rền rĩ nhảy múa từ các chùa tháp các con hãy tự rèn luyện cho mình một tính tâm bất hoại, một đức tính dũng mãnh vô úy, nỗ lực tự huấn, tập trí tuệ bằng văn, tư, tu để nhìn rõ sự tướng chân ngụy, để thấy và biết rõ mình đang ở đâu, đang đi về đâu. Không nhắm mắt phóng càng theo cổ xe lộng lẫy bên ngoài, nhưng đã rẹo rã bên trong đang lao dốc xuống dốc dài không định hướng thư gửi các tăng sinh chưa lúc nào như lúc này phật giáo trong sự dẫn dắt của tăng ni chùa tháp dưới quyền của nhà nước không dắt tay chúng sinh đi vào cõi an nhiên mà xô đẩy vào bóng tối cạm bẫy và thao túng để phục vụ thế quyền sự có mặt của hòa thượng thích tuệ sĩ cùng giáo hội phật giáo việt nam thống nhất tựa như tiếng chuông để thức tỉnh, nhắc lại giá trị khôn cùng của người hướng Phật. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không phải là một hiệp hội thế tục, do đó không tự đặt mình dưới sự chỉ đạo của bất cứ quyền lực thế tục, không là công cụ bảo vệ sự tồn tại của bất cứ xu hướng chính trị của bất cứ tổ chức thế tục nào. Không hành đạo hoàng đạo theo bất cứ định hướng ý thức hệ nào duy chỉ một định hướng duy nhất thập phương bạc già phạm nhất lộ niết bàn môn một cứu cánh duy nhất là giải thoát công bố tháng 9 năm 2022 của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Viện Tăng Thống